Hôm nay, toàn thể Giáo hội Công giáo Việt Nam cùng hiệp thông với giáo phận Ban Mê Thuật trong niềm hân hoan vui mừng vì Thiên Chúa đã đoái thương dân người mà ban cho chúng ta một vị chủ chăn mới. Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc, Giám mục chính tòa giáo phận Ban Mê Thuật. Đôi nét tiểu sử Đức cha Gioan Bautista. Đức cha tân cử Gioan Bautista sinh ngày 15 tháng 10 năm 1967 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, thuộc giáo xứ Châu Sơn, giáo phận Ban Mê Thuột. Ông cố Phaolô Nguyễn Hữu Vinh và bà cố Marta Trần Thị Linh, tên thường gọi là Mai, cả hai vị đều đã qua đời, là những tín hữu đạo hạnh của hai giáo xứ Đông Tràng và Thọ Ninh, cái nôi giáo phận vinh giàu truyền thống đức tin. Chúa thương ban cho ông bà cố 9 người con, gồm 6 trai và 3 6 gái và 3 trai, mà đức cha tân cử là con thứ hai trong gia đình. Từ năm 1993 đến năm 1999, ngài tu học tại Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang. Ngày 24 tháng 7 năm 1999, được Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nho, Giám đốc Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang, truyền chức phó tế. Ngày 1 tháng 3 năm 2000, được Đức Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực truyền chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Ban Mê Thuột thuộc linh mục đoàn giáo phận Ban Mê Thuột. Từ năm 2000 đến năm 2001, phó sứ Phước Long, giáo hạt Phước Long. Từ năm 2001 đến năm 2007, quản sứ Phước Long, giáo hạt Phước Long, kiêm quản nhiệm giáo xứ Đức Hạnh, Nhơn Hòa và Sông Bé, giáo họ biệt lập Đặc Ân, Sơn Giang, Sơn Long, Phú Văn và Khắc Khoan. Từ năm 2007 đến 2010, quản sứ Phước Long, giáo hạt Phước Long, kiêm quản nhiệm trung tâm hành hương Đức Mẹ Thác Mơ. Từ năm 2010 đến năm 2012, ngài du học tại Học viện Đời sống Thái Yến Á Châu Phi Luật Tân, tốt nghiệp học vị thạc sĩ truyền giáo. Từ năm 2012 đến năm 2014, ngài du học tại Học viện Đông Bosco Manila Phi Luật Tân, tốt nghiệp học vị thạc sĩ huấn giáo. Từ 2014 đến nay, ngài là trưởng ban giáo lý giáo phận Ban Mê Thuột. Từ 2014, ngài giám đốc trung tâm mục vụ giáo phận Ban Mê Thuột, thành viên ban tư vấn giáo phận Ban Mê Thuột. Từ năm 2017 đến nay, trưởng ban giáo lý giáo tỉnh Huế, phó ban giáo lý toàn quốc. Ngày 13 tháng 7 năm 2024, được Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Ban Mê Thuột. Ngài đón nhận biến cố bổ nhiệm trong vâng phục đức tin. Quyết định vâng nhận của ngài làm rộn vang lên tâm tình mừng vui nơi các thành phần dân Chúa thuộc giáo phận Ban Mê Thuột. Suốt 28 tháng trời đang tha thiết khẩn cầu và chờ mong Thiên Chúa ban cho một mục tử như thánh ý Chúa. Trong tâm tình hân hoan cảm tạ, chúng ta cùng tha thiết cầu xin Chúa thương ban cho Đức Tân Giám Mục sức khỏe và dồi dào ơn thánh, để ngài thực thi ước nguyện vâng lời nhằm phụng sự Thiên Chúa, để phục vụ hội thánh và nhân loại mà Thiên Chúa trao phó cho ngài. Đời con nên hiến tế toàn thiêu, hương trầm tựa khói lễ dâng chiều. Tâm tư ngất ngây gieo tròn bước rồi, phúc đức bao dung tràn hòa cõi đời. Nguyện ơn cứu rồi Chúa tràn lan. Ngày hạnh phúc Chúa ơi, cuộc xa diễn đất trời, đưa một đạo tình xưa, đưa
Từ nay Thiên Chúa đã chọn con, tin bằng nghĩa thiết của Chúa Trời, đem tin rắc gieo cho người thế trần, ánh sáng siêu nhiên cho đời lỗi lầm, niềm vui thánh khiết trốn khổ đau. Ngày hai anh công Chúa ơi, một sao duyên đất trời, đưa ơn bao vinh dự để yên thân trọn đời con nên hiến tế. Trầm tựa khói lễ dâng chiều, hy sinh ngút bay lên tòa Chúa Trời, phúc đức bao dung tràn hòa cõi đời, nguyện ơn cứu rỗi Chúa tràn lan. Ngày hai anh công Chúa ơi, cuộc
chào mừng và giới thiệu. Xin kính mời cộng đoàn an tọa. Kính thưa toàn thể cộng đoàn phụng vụ, trước khi bước vào thánh lễ truyền chức giám mục, cha tổng đại diện giáo phận ngỏ lời chào mừng và giới thiệu các vị khách quý. Chúng con trân trọng kính mời cha tổng. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô đời đời chẳng cùng. Amen. Đức Kitô phục sinh đang sống giữa chúng ta. Đức Kitô phục sinh hoạt động trong chúng ta, giữa chúng ta. Kính thưa toàn thể, về tham dự thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức Cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc hôm nay, toàn thể giáo phận Ban Mê Thuật Tây Nguyên Đại Ngàn của chúng con xin kính chào quý vị, quý Đức Cha và toàn thể. Giáo phận Ban Mê Thuật chúng con Tây Nguyên Đại Ngàn xin trân trọng kính chào Đức Tổng Giám mục Maria Leszczynski, đại diện Hòa Thánh Vatican tại Việt Nam. Xin đồng đoàn vỗ tay. Chúng con kính chào Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam gồm Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam; Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, Tổng Giáo Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng con xin trân trọng kính chào quý Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giáo phận Bắc Ninh; Đức Cha Thomas Aquino, Vũ Đình Hiệu, Giáo phận Bùi Chu; Đức Giám mục Paulo Nguyễn Thái Hợp, dòng Đa Minh, Hà Tĩnh, Huệ Hưu; Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giáo phận Hải Phòng; Đức Giám mục Đa Minh Nguyễn Minh Tiến, Giáo phận Hương Hóa; Đức Giám mục Giuse Châu Ngọc Tri, Giáo phận Lạng Sơn; Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng, Giáo phận Phát Diệm; Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, Giáo phận Thái Bình; Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa; Đức Cha Giám An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh; Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giáo phụ tá Giáo phận Vinh; Đức Cha Loisio Nguyễn Hùng Vị, Giáo phận Kon Tum; Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Hai, Giám mục Giáo phận Nha Trang; Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, Giáo phận Nha Trang; Đức Cha Giuse Bùi Công Trác, Giám mục phụ tá Giáo phận Tổng Sai hội Sài Gòn; Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa; Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi, Giám mục Phó Giáo phận Cần Thơ; Đức Cha Đàm Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt; Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Giáo phận Giám mục Giáo phận Long Xuyên; Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho; Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường;
Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, giám mục giáo phận Vĩnh Long. Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Chúng con trân trọng chào mừng quý cha giám đốc, quý cha tổng đại diện giáo các giáo phận. Xin ông đoàn vỗ tay. Chúng con xin trân trọng chào mừng quý cha giám đốc Đại chúng viện, các tổng linh mục, tổng đại diện các giáo phận đã đến tham dự và các bề trên dòng. Chúng con xin trân trọng chào mừng quý bề trên các hồng hội dòng nam nữ có mặt tại giáo phận 30 tuần. Xin cộng đoàn cho anh tràng pháo tay. Chúng tôi xin chào mừng quý vị đại diện các tôn giáo bạn về phía hội thánh cao đài. Xin cho tràng pháo tay. Chúng tôi xin chào mừng quý đại diện chính quyền, quý cấp chính quyền tỉnh Bình Phước, quý cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk, quý cấp chính quyền tỉnh Đắk Nông. Xin cộng đoàn cho tràng pháo tay. Chúng con xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị, các cha, các linh mục, các tu sĩ từ các giáo phận đã đến tham dự và chia vui với giáo phận 30 tuần chúng con. Chúng con xin kính chào. Cuối cùng, chúng con xin trân trọng kính chào quý khách từ khắp nơi về tham dự thánh lễ truyền sức, cả với những quý khách đang theo dõi trên màn hình nhỏ ở khắp nơi theo giáo phận của phan bật chúng con hôm nay. Tố kèn. Giáo phận 30 thuật chúng con Tây Nguyên Đại Ngàn gồm có 257 linh mục giáo phận, 600 tu sĩ nam nữ, 481.000 giáo dân kinh thượng, và gồm 3 tỉnh Đắk Lắk, đa số là anh em đồng bào ED. Tỉnh Đắk Nông, đa số là anh em đồng bào tỉnh người Mơ Nông. Và tỉnh Bình Phước, 2/3, đa số là anh em đồng bào Sơ Tiêng. Còn ngoài ra còn rất nhiều anh em đồng bào khác, 50 đồng bào trên giáo phận chúng con. Tất cả các đức gia ngồi đây và quý vị ngồi đây đều có người gửi đến cho giáo phận chúng con, linh mục, tu sĩ và giáo dân sống tại đây. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý đức cha, cảm ơn tất cả quý khách, và xin đức cha quý khách cầu nguyện niềm vui cho chúng con được trào dâng trong ngày tấn phong giám mục Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc hôm nay.
Chúng con trân trọng và cảm ơn. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn đứng cùng hòa chung tâm tình trong bài ca nhập lễ. Sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Sùng Ngoại Sáng Long, Archbishop Marek Zaleski, Representant du Pape au Việt Nam. Trọng kính Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý cha tổng đại diện các giáo phận, quý bề trên các hội dòng, quý cha, quý vị đại diện chính quyền các cấp, quý tu sĩ nam nữ chủng sinh, quý vị đại diện cho các tôn giáo bạn trên vùng đất Đắk Lắk, quý vị khách quý và toàn thể anh chị em thân mến. Hôm nay là một ngày vui lớn của giáo phận Ban Mê Thuột. Chúng ta cử hành lễ phong chức giám mục cho Đức Giám mục tân cử Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc. Ngài là vị giám mục chánh tòa thứ tư của giáo phận. Cũng ngày này, cách đây 57 năm, Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai đã về nhận giáo phận với tư cách là giám mục chánh tòa tiên khởi. Và 4 tháng sau, Đức Cha tân cử của chúng ta được chào đời. Trong sách nghi thức lễ phong chức giám mục có viết về bổn phận của các giám mục như thế này. Các giám mục được đặt đứng đầu các giáo hội địa phương, thi hành quyền chăn chiên của mình trên phần dân Chúa được ủy thác cho mình. Các ngài là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất trong các giáo hội địa phương ấy, đã được thành lập theo hình ảnh của giáo hội phổ quát, để giáo hội công giáo được hiện diện trong và từ các giáo hội ấy. Trong số nhiệm vụ chính của các giám mục, nổi bật lên là việc rao giảng phúc âm. Thật vậy, các giám mục là những người công bố đức tin, đem nhiều môn đệ đến với Đức Kitô và là những tiến sĩ chân chính rao giảng cho phần dân đã được ủy thác cho mình một đức tin phải tin
và áp dụng đức tin ấy vào phong hóa. Cũng như nhờ thừa tác vụ lời Chúa, các giám mục đã thông đạt cho các tín hữu sức mạnh của Thiên Chúa, làm cho họ được rỗi. Cũng vậy, các ngài thánh hóa họ bằng các bí tích. Các ngài điều khiển việc ban phép rửa tội là thừa tác viên nguyên thủy của bí tích thêm sức, ban các chức thánh, điều hành kỷ luật về phép giải tội. Bên cạnh đó, giám mục còn là người tạo nên sự hiệp nhất trong đức tin của cộng đoàn dân Chúa qua việc lắng nghe và hướng dẫn dân Chúa theo huấn quyền của giáo hội. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Giám mục John Bautista luôn lực đầy thánh thần, có Chúa cùng hoạt động trong mọi công việc mục vụ của mình để chăm lo cho cộng đoàn dân Chúa với một tấm lòng yêu thương của người mục tử nhân hậu và với sự quyết tâm của người mục tử sẵn sàng hiến mạng sống vì đàn chiên. Chúng ta cũng cầu xin Chúa ban cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận được đầy thánh thần, biết đón nhận nhau, biết cộng tác với nhau để giúp nhau sống đức tin và tích cực tham gia vào công việc loan báo tin mừng. Giờ đây chúng ta cùng nhìn nhận mọi tội lỗi thiếu sót, xin Chúa tha thứ để xứng đáng tham dự vào cử hành thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen.
Lạy Chúa, chỉ vì lòng rộng rãi ban ân sủng khôn tả mà hôm nay Chúa muốn đặt tôi tớ Chúa đây là linh mục Gioan Bautista đứng đầu giáo phận Ban Mê Thuột. Xin Chúa thương ban cho ngài biết chu toàn nhiệm vụ giám mục cách xứng đáng và nhờ Chúa dẫn dắt trong mọi sự. Ngài biết dùng lời nói và gương sáng hướng dẫn đoàn dân đã được ủy thác cho ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách tiên tri Ezekiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: Này chính ta săn sóc đoàn chiên ta, và ta sẽ kiểm soát chúng. Như một mục tử kiểm điểm đoàn chiên trong ngày chúng bị tản mát, thì ta cũng kiểm điểm đoàn chiên ta như vậy. Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi nơi mà chúng đã bị phân tán. Ta sẽ dẫn chúng ra khỏi các dân tộc, sẽ tụ họp chúng từ khắp mặt đất và đưa chúng vào đất của chúng. Ta sẽ chăn dắt chúng trên các miền núi Israel, dọc theo các bờ suối và trong những miền có dân cư. Ta sẽ thả chúng ăn trên những ngọn núi cao Israel, chúng nghỉ ngơi trong những đồng cỏ xanh tươi, và chúng ăn trong đồng cỏ màu mỡ trên miền núi Israel. Chính ta sẽ chăn dắt các chiên ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Chúa là Thiên Chúa phán như thế. Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem về con chiên lạc, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau. Con nào mập béo, ta sẽ chăm sóc và sẽ chăn dắt nó trong sự công chính. Đó là lời Chúa. Chúa là mục tử chân dân tôi, người chân dân tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa là mục tử chân dân tôi, người chân dân tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa là mục tử chân dân tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, đồng cỏ xanh tươi, người đưa tôi vào nghỉ ngơi, người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay neo chính, trên đường ngay neo chính, vì danh dự của qua lúng âm u, con sợ gì nguy khôn, con sợ gì nguy khôn,
vì có Chúa ở cùng. Côn trường Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, ngày trương mận quân thù. Đầu con Chúa xưng đường dầu thơm, ly rượu con đầy tràn, tràn Chúa. Lòng nhân hậu và tình thương Chúa âm u tôi suốt cả cuộc đời, và tôi đường ở đền người những ngày tháng những năm dài chuyên bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí, có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa, có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy. Người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin. Kẻ thì cũng được chính thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri, kẻ thì được ơn phân định thần khí, kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ, kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu tỏ mình ra cho chính nhóm 11. Đang khi các ông dùng bữa, người khiển trách các ông không tin và cứng lòng. Bởi lẽ, các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người,
Sau khi người trỗi dậy, người nói với các ông: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin vào chữ phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa, còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, coi Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa. Nghi lễ truyền chức giám mục. Nghi lễ truyền chức giám mục được diễn tiến như sau. Phần thứ nhất, nghi thức tuyển chọn. Thứ nhất, hát kinh Chúa Thánh Thần. Thứ hai, giới thiệu vị tiến chức và thỉnh nguyện truyền chức. Thứ ba, đọc tông sắc bổ nhiệm của Đức Thánh Cha Phanxicô. Thứ tư, bài giảng lễ. Thứ năm, vị tiến chức tuyên bố công khai về đức tin và về nhiệm vụ sắp lãnh nhận. Thứ sáu, hát kinh cầu các thánh, nguyện xin các thánh cầu bầu cùng Chúa cho vị tiến chức. Phần thứ hai, nghi thức bí tích. Đức giám mục chủ phong và phụ phong cùng các đức giám mục đặt tay trên đầu vị tiến chức và lời nguyện truyền chức. Đây là phần quan trọng nhất trong nghi lễ truyền chức thánh. Phần thứ ba, nghi thức diễn nghĩa. Thứ nhất, sức dầu thánh trên đầu đức tân giám mục. Thứ hai, trao sách phúc âm cho đức tân giám mục. Thứ ba, trao nhẫn giám mục. Thứ tư, trao mũ giám mục. Thứ năm, trao gậy mục tử. Thứ sáu, đức tân giám mục ngồi ghế chính tòa. Thứ bảy, giám mục đoàn trao hôn bình an cho đức tân giám mục. Phần thứ nhất, nghi thức tuyển chọn. Hát kinh Chúa Thánh Thần. Kính mời cộng đoàn đứng. Con đầy đủ khi tôi tới.
giới thiệu tiến chức. Kính mời cộng đoàn ngồi. Tiếp đến là phần giới thiệu tiến chức và đọc tông sắc của Đức Thánh Cha Francisco. Xin kính mời Đức Giám mục Chủ Phong cùng hai Đức Giám mục Phụ Phong tiến ra ghế phía trước bàn thờ. Xin kính mời tiến chức và hai linh mục phụ tá tiến đến trước mặt Đức Giám mục Chủ Phong và cùng cúi chào Ngài. Kính mời Cha Tổng Đại diện. Kính thưa Cha, Giáo hội tại Giáo phận Ban Mê Thuộc, xin Cha truyền chức Giám mục cho Cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc. Cha có tông sắc không? Thưa có. Xin Cha cho đọc tông sắc. Đọc tông sắc bổ nhiệm của Đức Thánh Cha Francisco. Kính mời Cha trưởng ấn đọc tông sắc. Mời cộng đoàn đứng và sau khi đọc xong, xin mời cộng đoàn hát tạ ơn Chúa. Bản dịch tông sắc bổ nhiệm. Francisco, giám mục tôi tớ các tôi tớ của Thiên Chúa, gửi lời chào thăm và ban phép lành tòa thánh đến người con yêu quý Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc, thuộc hàng giáo sĩ giáo phận Ban Mê Thuột, hiện là giám đốc trung tâm mục vụ giáo phận Ban Mê Thuột, trưởng ban giáo lý đức tin giáo tỉnh Huế, đã được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Ban Mê Thuột. Giám mục là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất trong từng giáo hội địa phương, vốn được hình thành theo hình ảnh của giáo hội Hoàn Vũ. Chính từ trong các giáo hội địa phương và từ trong các giáo hội địa phương đó mà hình thành nên một giáo hội công giáo duy nhất. Trích Lumen Gentium số 23. Vì ích lợi hiện tại và vĩnh cửu của giáo hội, ta luôn đặt các mục tử có khả năng thích hợp cho các giáo phận đang trống tòa sau khi đã cẩn thận suy xét, để nhờ sự chăm sóc và hướng dẫn của các mục tử này, các tín hữu trong các giáo phận đó có thể vững vàng đạt tới nước trời. Nhận thức rõ về điều này, do bởi sự kiện hiền đề khả kính Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã được thuyên chuyển làm giám mục giáo phận Hải Phòng, nên giáo phận Ban Mê Thuột trống tòa, không có mục tử chăn dắt đoàn chiên. Đồng thời nhận thấy con là người xuất thân và trưởng thành từ giáo phận Ban Mê Thuột, ta quyết định chọn con. Hỡi con yêu quý, con là người có những đức tính nhân bản và phẩm chất linh mục, có tâm tình hiền phù, khôn ngoan trong việc điều hành và xử lý công việc. Ta hy vọng con có khả năng phục vụ hiệu quả với lòng nhiệt thành và khiêm tốn. Qua việc bổ nhiệm này, ta hy vọng con sẽ phục vụ nhiệt tâm hơn nữa. Vì thế, sau khi tiếp nhận ý kiến của Thánh Bồ loan báo tin mừng và cân nhắc kỹ lưỡng, ta dùng quyền kế vị Thánh Phêrô bổ nhiệm con làm giám mục giáo phận Ban Mê Thuột với các quyền lợi và nghĩa vụ theo giáo luật. Nghi lễ truyền chức giám mục cho con có thể được cử hành bất cứ nơi đâu ở ngoài thành Roma do bởi một giám mục công giáo, miễn là tuân thủ các quy định phụng vụ. Nhưng trước tiên, con phải tuyên xưng đức tin một cách trọn vẹn và tuyên hứa trung thành đối với ta và các đấng kế vị của ta. Vậy con hãy công bố tông sắc này cho hàng giáo sĩ và giáo dân được giao phó cho con chăm sóc, để họ có thể bày tỏ lòng hiếu kính và vâng phục đối với con. Sau cùng, hỡi con yêu quý, ta phó thác con cho lời cầu thay nguyện giúp của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Bổn Mạng Gioan Tẩy Giả. Ta khuyến khích con giảng dạy, giúp các tín hữu biết hết lòng mến yêu và phụng sự Thiên Chúa là Cha toàn năng,
để sau khi hoàn tất cuộc lữ hành trần thế, họ có thể hiên ngang tiến vào dự yến tiệc con chiên, cũng là con Thiên Chúa. Ban hành tại Roma, đền thờ Laterano, ngày 13 tháng 7, năm Thiên Chúa Giáng sinh 2024, năm thứ 12 triều đại giáo hoàng của ta, Francisco giáo hoàng. Giảng lễ. Xin kính mời Đức Giám mục Chủ Phong, hai Đức Giám mục Phụ Phong tiến chức và hai Linh mục Phụ tá trở về lại ghế ngồi. Kính mời Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giáo phận Mỹ Tho giảng lễ. Kính thưa anh chị em, khi được bổ nhiệm làm giám mục thì vị giám mục nào cũng chọn một khẩu hiệu. Cái khẩu hiệu đó thường được rút từ trong Kinh Thánh, và khẩu hiệu đó để diễn tả tâm tình, xác tín, kinh nghiệm thiêng liêng và cả đường hướng mục vụ của vị giám mục đó. Anh chị em giáo dân ở đây có biết khẩu hiệu giám mục của Đức Cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc Ban Mê Thuật không? Anh chị em đọc to cho tôi nghe coi. To nữa coi. Cảm ơn anh chị em. Có Chúa cùng hoạt động. Và khẩu hiệu đó là một câu Kinh Thánh được rút ra từ bài Tin Mừng theo Thánh Marco mà cộng đoàn chúng ta vừa mới nghe. Thế thì tại làm sao mà Đức Tam Giám mục Ban Mê Thuột lại muốn chọn khẩu hiệu này? Và qua khẩu hiệu này, Ngài muốn nhắn nhủ điều gì với chúng ta? Thưa anh chị em, tất cả chúng ta đều biết là có bốn sách Tin Mừng theo Thánh Matthew, Thánh Marco, Thánh Luca, Thánh Gioan. Thánh Luca sau khi viết sách Tin Mừng, Ngài còn viết thêm một quyển sách nữa là sách Công Vụ Các Tông Đồ, kể lại hoạt động của các thánh tông đồ trong buổi sơ khai. Thánh Marco thì không, Ngài chỉ viết sách Tin Mừng mà thôi. Và bài Tin Mừng chúng ta nghe hôm nay là phần kết thúc Tin Mừng Marco. Nhưng mà cái kết đó lại là một cái kết mở. Một đằng thì khép lại sách Tin Mừng, và một đằng thì mở ra cho sứ mạng. Cho nên trong phần đó, Chúa Giêsu nói với các tông đồ thế này: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Và cùng với việc trao ban sứ mạng ấy thì Thánh Marco viết một câu: có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Có Chúa cùng hoạt động với các ông. Cái khẳng định đó được thực tế lịch sử minh chứng. Bởi vì anh chị em hình dung thử coi, nếu không có Chúa cùng hoạt động thì làm sao một nhóm nhỏ có 12 người thôi, hầu hết là dân thuyền trài ít học, không có vai vế gì, không có quyền lực gì trong xã hội cả, mà lại còn thường xuyên bị bắt bớ và bách hại, vậy mà nhóm người đó đã làm cho tin mừng Chúa Giêsu được rao giảng không những khắp miền đất quê hương của Chúa mà còn trên khắp cả đế quốc Roma lúc bấy giờ. Có Chúa cùng hoạt động, đó là một khẳng định rất mạnh mẽ. Và thực tế đó
không chỉ diễn ra trong thời các thánh tông đồ đâu, mà tiếp tục diễn ra trong suốt chiều dài lịch sử hội thánh công giáo chúng ta. Cái vấn đề nằm ở chỗ này. Liệu chúng ta có để cho Chúa cùng hoạt động với mình không? Hay là chúng ta tự nhủ rằng là tôi đủ khôn ngoan, tôi đủ tài trí, tôi đủ sức mạnh để thi hành sứ mạng, và chúng ta loại Chúa ra bên ngoài? Liệu chúng ta có để Chúa hoạt động với mình không? Và nếu chúng ta muốn để cho Chúa cùng hoạt động với mình, thì ta phải làm cái gì? Nghi thức chuyển chức giám mục hôm nay đó hàm chứa những bài học rất là cần thiết cho chúng ta về điều đó. Trước hết đó, là tên gọi giám mục. Ở trong tiếng Việt mình dịch ra là giám mục, và mình dịch từ tiếng Latin, tiếng Hy Lạp, mà nghĩa của nó là nhìn từ trên cao. Tôi đang đứng ở trên bục cao đây, tôi có thể nhìn xa, nhìn rộng, nhìn bao quát cả khu vực này. Nhìn từ trên cao. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 giải thích cho chúng ta sâu sắc hơn nữa. Nhìn từ trên cao ở đây là nhìn bằng tầm nhìn của Thiên Chúa đấng ngự trên cao. Làm sao chúng ta là con người mà có thể nhìn bằng tầm nhìn của Thiên Chúa được? Cách duy nhất là nhờ cầu nguyện, gặp gỡ Chúa, lắng nghe lời Chúa dạy bảo, để có thể có cái tầm nhìn của Ngài. Cho nên ở trong nghi thức chuyển chức giám mục, một lát nữa tất cả anh chị em sẽ thấy có một hình ảnh cụ thể, một rất sống động. Khi vị giám mục chủ sự đọc lời nguyện phong chức, thì lúc đó sách tin mừng được mở ra và đặt úp trên đầu vị tiến chức. Cái hình ảnh đó muốn nói đến cái gì? Nếu không phải là xin cho lời Chúa thấm vào trí khôn, thấm vào tâm hồn, thấm vào hoạt động của vị tân giám mục, để Ngài suy nghĩ, Ngài cảm nghĩ, Ngài hành động, Ngài quyết định, Ngài chọn lựa như Chúa muốn, theo sự hướng dẫn của lời Chúa, theo sự soi sáng của lời Chúa. Và lúc đấy chúng ta mới hiểu được tại sao Thánh Phêrô tông đồ, khi Ngài quyết định chọn 7 phó tế để giúp đỡ các thánh tông đồ, thì Ngài nói với cộng đoàn dân Chúa thế này này: anh chị em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người có tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Công việc đó là công việc phân phát lương thực cho các bà quả đó. Rồi sau đó Thánh Phêrô nói thêm thế này: còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Các tông đồ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Giám mục là người kế vị các thánh tông đồ. Thế thì giám mục phải đi con đường nào? Phải sống như thế nào? Nếu không phải là sống như Thánh Phêrô mới nói, chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Đó là cái chọn lựa ưu tiên để lời Thiên Chúa trở thành ánh sáng hướng dẫn mọi hoạt động của giám mục trong giáo phận của mình. Tôi nghĩ là đức tân giám mục và giáo phận Ban Mê Thuột, Ngài cùng một cảm nghĩ như thế, cho nên Ngài mới chọn cái khẩu hiệu là có Chúa cùng hoạt động.
Cách đây không lâu, Ngài điện thoại cho tôi. Ngài mời tôi chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ hôm nay. Và tôi nghe trong lời chia sẻ của Ngài một nỗi lo lắng. Mà làm sao không lo được? Làm sao không lo được khi được trao trách nhiệm lãnh đạo cả một giáo phận lớn gần 500.000 giáo dân, hơn 250 linh mục, cả gần ngàn tu sĩ nam nữ, làm sao không lo được? Mà cái nỗi lo đó không phải chỉ là nỗi lo riêng của Đức Cha, đó là nỗi lo của Mô-xê. Khi Chúa gọi và trao cho ông sứ mạng đi giải thoát dân Israel khỏi Ai Cập, Mô-xê thưa Chúa thế này: lạy Chúa, con là ai mà dám đến với Pha-ra-ô và đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập? Đó là nỗi lo của Giê-rê-mi-a. Khi Chúa đặt ông làm ngôn sứ thì ông thưa với Chúa thế này: lạy Chúa, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói. Cho nên không phải là nỗi lo riêng của Đức Cha, mà là nỗi lo của các nhân vật lớn trong Kinh Thánh, và là nỗi lo của tất cả những ai được Chúa gọi và trao ban nhiệm vụ. Và trước nỗi lo lắng đó của con người, Thiên Chúa luôn luôn chỉ có một câu trả lời: ta sẽ ở với người. Ta sẽ ở với người. Đức Cha Gioan Baptista của chúng ta cũng vậy. Ngài lo lắng lắm, nhưng mà khi mở Kinh Thánh ra, Ngài gặp được câu trong Tin Mừng Marco: có Chúa cùng hoạt động. Đấy là một cách nói khác của lời hứa: ta ở với người. Và Đức Cha cảm thấy an tâm. Thế thì kính thưa Đức Cha, xin Đức Cha hãy vững tâm tiến bước. Đức Cha không cô độc, có cả hội đồng giáo mục đồng hành với Đức Cha. Đức Cha không cô độc, có cả linh mục đoàn giáo phận Ban Mỹ Thuật đồng hành với Đức Cha. Đức Cha không cô độc, có gần 500.000 giáo dân Ban Mỹ Thuật đồng hành với Đức Cha. Anh chị em đồng ý không? Cho nên xin Đức Cha vững tâm tiến bước, nhất là có Chúa cùng hoạt động với Đức Cha. Và Chúa sẽ ban những dấu lạ kèm theo: dấu lạ của tình yêu thương, dấu lạ của sự hiệp nhất, dấu lạ của những hoa trái tông đồ. Xin Đức Cha can đảm tiến lên. Amen. Tiếp đến lời hứa của tiến chức. Xin kính mời Đức Giám mục Chủ Phong cùng hai Đức Giám mục Phụ Phong tiến ra ghế phía trước bàn thờ. Giờ đây vị tiến chức đến đứng trước mặt Đức Giám mục Chủ Phong để trả lời thẩm vấn về quyết tâm bảo vệ đức tin và chu toàn nhiệm vụ. Xin kính mời tiến chức. Cha thân mến, theo định chế cổ kính của các thánh giáo phụ, người sắp được truyền chức giám mục phải được thẩm vấn trước mặt dân chúng về quyết tâm tuân phục đức tin và thi hành chức vụ. Vậy cha rất thân mến, cha có muốn thi hành cho đến chết nhiệm vụ các tông đồ đã trao cho chúng tôi và được truyền lại cho cha qua việc đặt tay của chúng tôi cùng với ân sủng của Chúa Thánh Thần không? Thưa con muốn. Cha có muốn không ngừng trung thành rao giảng tin mừng của Chúa Kitô không? Thưa con muốn. Cha có muốn gìn giữ kho tàng đức tin cho tinh tuyền và nguyên vẹn như truyền thống vẫn có từ thời các thánh tông đồ
và luôn được bảo toàn khắp nơi trong hội thánh không? Thưa con muốn. Cha có muốn xây dựng nhiệm thể Đức Kitô là hội thánh của Người và cùng với hàng giám mục kiên trì hợp nhất với Người dưới quyền đấng kế vị thánh Phêrô không? Thưa con muốn. Cha có muốn trung thành thể hiện sự vâng phục đấng kế vị thánh Phêrô tông đồ không? Thưa con muốn. Cha có muốn cùng với các cộng sự viên của cha là các linh mục và phó tế chăm sóc cho dân thánh và dẫn đưa họ vào con đường cứu độ như một người cha nhân hiền không? Thưa con muốn. Cha có muốn vì dân Chúa luôn ân cần và thương xót đối với những người nghèo khó, những kẻ tha hương và tất cả những ai lâm cảnh túng cực không? Thưa con muốn. Như một mục tử nhân lành, cha có muốn tìm kiếm và dẫn đưa các con chiên lạc về đàn chiên của Chúa không? Thưa con muốn. Cha có muốn không ngừng cầu xin Thiên Chúa toàn năng cho dân thánh và chu toàn chức vụ thượng tế cách hoàn hảo không? Thưa nhờ ơn Chúa trợ giúp con muốn. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi cha. Kinh cầu các thánh. Trước khi truyền chức giám mục, Đức Giám mục Chủ Phong mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho vị tiến chức nhờ lời truyền cầu của các thánh. Xin kính mời cộng đoàn đứng. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa toàn năng đấng luôn quan phòng chăm lo cho hội thánh, đoái thương rộng ban ân sủng cho tiến chức đây. Kính mời tiến chức phụ phục. Kính mời Đức Giám mục Chủ Phong quỳ. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Con. Xin Chúa thương xót chúng con. Thánh Maria đứng mẹ Chúa Trời. Cầu cho chúng con. Thánh Michael. Thánh Lorenzo.
Perpetua và Felicita. Cho tiến trước này. Xin Chúa
xin Chúa đoái thương chúc lành thánh hoa và thành hiền tiên trước này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Đức Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống. Xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nhầm lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nhầm. Lạy Chúa, xin thương nhầm lời chúng con khẩn cầu, xin mở nguồn ân sủng tư tế, tuôn ban phúc lành trên người con của Chúa đây. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Phần thứ hai, nghi thức bí tích, đặt tay và lời nguyện truyền chức. Kính mời cộng đoàn ngồi, mời tiến chức quỳ. Giờ đây là nghi thức chính yếu của bí tích truyền chức thánh. Bí tích truyền chức thánh gồm việc đặt tay và lời nguyện truyền chức. Đức giám mục chủ phong, hai đức giám mục phụ phong và các đức giám mục thinh lặng đặt tay trên đầu vị tiến chức. Lời giao ước mà tôi đứng
Liên kết với việc đặt tay, Đức Giám mục Chủ Phong đọc lời nguyện truyền chức. Lời nguyện này xác định ý nghĩa của việc đặt tay. Sách phúc âm được đặt trên đầu vị tiến chức cho thấy nhiệm vụ chính của giám mục là rao giảng lời Chúa. Kính mời cộng đoàn đứng. Lạy Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, là Cha đầy lòng thương xót và là Thiên Chúa mọi niềm an ủi. Cha ngự nơi cao thẳm và nhìn xuống chốn thấp hèn. Cha thấu biết tất cả trước khi vạn vật được tác thành. Cha dùng lời ân sủng để ban hành các quy luật trong hồi thánh. Từ khởi thủy, Cha đã tiền định cho có dòng dõi những người công chính phát xuất từ Abraham. Cha đã thiết lập các thủ lãnh và các tư tế và không để khuyết vắng người phục vụ trong thánh điện Cha. Ngay từ lúc khởi nguyên, Cha đã muốn được tôn vinh nơi những người Cha tuyển chọn. Và giờ đây, xin Cha tuôn đổ trên người được Cha tuyển chọn sức mạnh phát xuất từ nơi Cha. Xin ban thần khí thủ lãnh mà Cha đã ban cho con yêu dấu của Cha là Đức Giêsu Kitô. Chính người lại ban cho các thánh tông đồ và các ngài đã thiết lập hội thánh tại mỗi nơi như ngôi thánh điện của Chúa để không ngừng tôn vinh và chúc tụng danh Chúa. Lạy Cha là đấng thấu suốt mọi tâm hồn, xin ban cho người được Cha tuyển chọn vào hàng giám mục đây biết chăn dắt đoàn chiến thánh của Cha và thi hành chức vụ thường tế cách hoàn hảo, biết phụng sự Cha suốt cả đêm ngày, không ngừng tỏ bày dung mạo nhân lành của Cha và tiến dâng lễ vật của hội thánh. Xin ban cho người con của Cha đây nhờ sức mạnh từ thần khí của bậc thường tế được quyền tha tội theo lời Cha dạy, phân phát các chức vụ theo lệnh truyền của Cha và tháo cởi mọi ràng buộc theo quyền hạn Cha đã ban cho các tông đồ, biết làm đẹp lòng Cha trong nếp sống hiền hòa và tâm hồn trong sạch, biết dâng lên Cha hương thơm ngọt ngào nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha. Chính nhờ người mà vinh quang uy quyền và danh dự đều quy về Cha cùng với Chúa Thánh Thần trong hội thánh bây giờ và cho đến muôn đời. Phần thứ ba, nghi thức diễn nghĩa, sức dầu thánh. Kính mời cộng đoàn ngồi. Giờ đây Đức Giám mục Chủ Phong sức dầu thánh trên đầu Đức Tân Giám mục, biểu thị việc giám mục được tham dự vào chức tư tế viên mãn của Chúa Kitô. Xin Thiên Chúa đấng cho Cha tham dự vào chức thượng tế của Chúa Kitô tuôn đổ trên Cha chất dầu huyền nhiệm và rộng ban phúc lành thiêng liêng, làm cho Cha được nên phong phú. Trao sách phúc âm. Việc trao sách phúc âm tỏ rõ sứ mạng chính yếu của giám mục là phải trung thành rao giảng lời Chúa. Cha hãy nhận lấy tin mừng, hãy rao giảng lời Chúa cách kiên trì và luôn hướng về đạo lý. Tiếp đến, trao nhẫn giám mục. Đức Giám mục Chủ Phong xỏ nhẫn cho tân chức, ngụ ý việc giám mục gắn bó với giáo hội như hiền thê của Chúa. Cha hãy nhận lấy chiếc nhẫn như dấu ấn của đức tin, được trang điểm bằng đức tin tinh tuyển. Cha hãy gìn giữ hội thánh là hiền thê của Thiên Chúa cho trọn vẹn. Trao mũ Mitra. Việc trao mũ Mitra có ý nhắc giám mục phải ân cần lo việc thánh hóa bản thân. Cha hãy nhận lấy mũ Mitra, xin cho ánh quang thánh thiện được ngời sáng nơi Cha, để khi vị thủ lãnh của các mục tử xuất hiện, Cha đáng được hưởng lãnh triều thiên vinh quang bất diệt. Tiếp theo, trao gậy mục tử.
Việc trao gậy mục tử có ý nói đến nhiệm vụ cai quản giáo hội được trao phó cho tân chức. Giờ đây, Đức Giám mục chủ phong trao gậy mục tử cho vị tân chức. Cha hãy nhận lấy chiếc gậy, dấu chỉ của nhiệm vụ mục tử và hãy quan tâm đến toàn thể đoàn chiên mà Chúa Thánh Thần đã đặt cha làm giám mục để cai quản hội thánh của Chúa. Đức tân giám mục ngồi ghế giám mục chính tòa, mời cộng đoàn ngồi. Trao hôn bình an. Sau cùng, các đức giám mục hiện diện trao hôn bình an cho đức tân giám mục như một cử chỉ đón nhận vị tân chức vào giám mục đoàn. Kính thưa cộng đoàn, với nghi thức trao hôn bình an đã kết thúc nghi lễ truyền chức giám mục. Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ thánh thể do đức tân giám mục chính tòa chủ sự. Chúng ta sốt sắng dâng lên Thiên Chúa của lễ là chính Đức Giêsu Kitô, vị mục tử tốt lành đã hiến mạng sống cho đoàn chiên. Xin kính mời cộng đoàn đứng cùng hiệp dâng của lễ cho đến khi đoàn dâng lễ trở xuống lễ đài.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng châm nhận. Lạy Chúa, xin cho chúng con nghiệm thấy Chúa nhân hậu khôn lường. Ước gì thanh lễ chúng con dâng để cảm tạ tôn vinh Chúa, đem lại cho hội thánh niềm vui là có vị mục tử đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thần là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã nhờ Chúa Thánh Thần sức dầu tân phong con một Cha làm thương tế giao ước mới và vĩnh cửu. Cha đã định liệu cho chức vụ linh mục duy nhân của người được tồn tại trong hội thánh. Người không chỉ ban chức linh mục vương gia cho dân riêng của Cha mà còn lấy tình huynh đệ tuyên chọn một số người để họ tham gia thánh vụ của người nhờ việc đặt tay. Cha muốn họ nhân danh người tai diễn hy lễ cứu đồ, dọn cho con cái Cha bàn tiệc vượt qua, lấy tình thương dân gian, lấy tình Cha nuôi dưỡng và dùng căng bi tinh bồi bổ dân thánh của Cha. Khi hiến dâng cuộc đời cho Cha để lo cho anh chị em được cứu đồ, họ cố gắng nên giống Đức Kitô và kiên trì làm chứng về đức ái và đức tin. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Cha và hân hoan tung hô rằng: Chúa Thần là Đức Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu trên và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên môn nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lăng rồng các hoàng cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, các đức giám mục và tôi tớ Chúa là Đức Cha Gioan Bautista nguyện huy bác, mà hôm nay Chúa đã muôn đặt làm mục từ của giáo phận Ban Mê thuộc, cũng như nhớ đến toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Ban Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thương người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin Thiên Chúa đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
trao dâng ngàn muôn tấm tin trời vơi đẹp trong cánh tay Ngài, con hạnh phúc ngày ngất không ngày. Ôi tình Chúa em như khúc ca tuyệt vời, kết lễ. Xin mời cộng đoàn đứng. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa làm cho linh dược của lòng thương xót Chúa
có công hiếu hoàn toàn nơi chúng con. Xin Chúa thương kiến toàn và phù trợ chúng con, để chúng con có thể làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đức Tân Giám Mục đi ban phép lành. Giờ đây, Đức Tân Giám Mục được hai Đức Giám Mục phụ phong dẫn đi lối giữa quảng trường ban phép lành cho mọi người. Xin mời cộng đoàn làm dấu thánh giá khi lãnh nhận phép lành của Đức Tân Giám Mục. Chúng con kính mời quý Đức Cha ngồi.
Sau đây là phần chúc mừng. Giờ đây là phần chúc mừng Đức Tân Giám Mục. Chúng con xin kính mời Đức Tân Giám Mục tiến ra ngồi ghế trước bàn thờ. Trước hết là tâm tình của Đức Tổng Giám Mục Giuse, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam. Xin trân trọng kính mời Đức Tổng. Trước hết, con xin kính thưa Đức Cha Vinh Sơn, Nguyên Giám Mục Chính Tòa và là Nguyên Giám Quản. Hôm nay được gọi thêm chữ Nguyên Giám Quản của Giáo Phận Bà Mẹ Thuật. Kính thưa quý Đức Ông, quý Cha, quý Tu Sĩ, Chủng Sinh và Cộng đoàn Dân Chúa của Giáo Phận Bà Mẹ Thuật này. Sau 2 năm rưỡi chống tòa, từ ngày 19 tháng 3 năm 2022 cho tới mới đây ngày 13 tháng 7, sau 2 năm rưỡi chờ đợi, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc làm giám mục chính tòa và hôm nay đã được phong chức. Chúng con xin chúc mừng Giáo Phận Bà Mẹ Thuật và cách riêng chúc mừng Đức Cha Vinh Sơn 2 năm rưỡi giám quản cộng với hơn 13 năm để làm giám mục nữa, tất cả 15 năm phục vụ tại nơi đây. Trong suốt thời gian vừa qua đây 2 năm rưỡi làm giám quản, Đức Cha Vinh Sơn đã rất là vất vả, lên núi rồi xuống biển rồi lên núi để chăm sóc 2 giáo phận. Quả thật là Đức Cha có một thân xác rất là vạm vỡ như một lực sĩ của Thiên Chúa. Và Đức Cha đã bước theo thần khí rong ruổi các giáo xứ thôn làng ở tại Giáo Phận Bà Mẹ Thuật này để đem tin mừng cho các dân tộc. Đức Cha đã có một cái biểu hiện rất là gần gũi, chân tình, tự nhiên, cười thoải mái, uống rượu cần để ca hát, một mục tử đích thật mang mùi chiên. Không những là mang mùi chiên mà nhìn thấy Đức Cha mặc áo sa rông rồi uống rượu cần, nước da ngăm đen nữa, người ta cứ tưởng Đức Cha là người dân tộc thứ thiệt. Nhưng mà đúng là dân tộc Kinh thôi. Nhờ sự tận tâm phục vụ của Đức Cha, dân Chúa tại Giáo Phận Bà Mẹ Thuật này đã thăng tiến cả về số lượng lẫn phẩm chất đời sống Kitô hữu. Đức Cha đã tiếp nối công việc của các vị chủ chăn tiền nhiệm và cùng với tất cả mọi thành phần dân Chúa để phục vụ tại giáo phận này. Nhìn lại giai đoạn thành lập năm 1967, tức là 57 năm trước, giáo dân ở nơi đây chỉ có 56.719 giáo dân. Vậy mà sau 57 năm, với các thế hệ mục tử, rồi với bao nhiêu lớp linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo dân, số giáo dân đã tăng từ 56.719 lên tới 483.837, tức là gấp 8 lần, một cái sự phát triển tuyệt vời. Rồi từ 33 giáo xứ đã lên tới 108 giáo xứ. Từ 55 linh mục, sau 57 năm thì đã lên tới 209 linh mục triều và 50 linh mục dòng. Và hiện nay số tu sĩ cũng gần 1.000 và với 150 chủng sinh. Số rửa tội tân tòng mỗi năm cứ khoảng 4.000. Tất cả chúng con đây, Hội đồng Giám Mục hiện diện nơi đây, dâng lời tạ ơn Chúa và chúc mừng Đức Cha cũng như chúc mừng toàn thể mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Phận Bà Mẹ Thuật đã đạt được những cái thành quả tuyệt vời như thế. Xin mọi người cho tràng pháo tay để chúc mừng. Ngày hôm nay, Đức Cha
đã được thôi trách nhiệm mục tử tại nơi đây để Đức Cha toàn tâm toàn ý phục vụ cho dân Chúa tại giáo phận Hải Phòng. Kính thưa Đức Cha Gioan Bautista, tân giám mục Ban Mê Thuột, ngày hôm nay Đức Cha được tấn phong giám mục. Chắc chắn đây là niềm vui cho dân Chúa tại giáo phận Ban Mê Thuột. Nhưng mà cũng phải nói rằng niềm vui chung cho giáo hội tại Việt Nam. Nhìn thấy hôm nay Đức Cha là một tân giám mục với khuôn mặt trẻ, với mái tóc đen. Điều ấy cho thấy cái sức sống của Hội đồng Giám mục Việt Nam đang dần dần được trẻ hóa, dần dần thay thế cho các vị thao niên. Các đức cha đang đội mũ sọ trên không ai thấy, mà giả sử bỏ mũ sọ ra thì anh chị em sẽ thấy ở trên này toàn là tóc bạc hết. Đó là thực tế của giáo hội Việt Nam ngày hôm nay. Nhìn vào thống kê thì trong vòng 6 năm nữa sẽ có 12 giáo mục tới tuổi 75 và cần có những người kế vị. Rồi cộng thêm giáo phận Đà Nẵng hiện nay vẫn trống tòa. Như vậy là cần tới 13 giáo mục trong vòng 6 năm. Và điều ấy không hề dễ. Bởi vì giáo phận Ban Mê Thuột với nhân sự lực lượng như thế mà cũng phải mất 2 năm rưỡi trống tòa, hôm nay mới có thể có lễ tấn phong. Cho nên với lễ tấn phong của Đức Cha hôm nay, có thể nói giáo hội Việt Nam đã thêm một cái niềm vui mới. Tất cả chúng con xin hiệp thông với giáo phận Ban Mê Thuột tạ ơn Chúa và chúc mừng quý đức ông, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Chúng con xin chúc mừng Đức Cha trong sứ vụ mới. Chắc chắn là Đức Cha cũng có cái sự lo lắng, nhưng Đức Cha đã tin tưởng vào sự tác động quyền năng của Chúa, sự hiện diện của Chúa. Chúa ở với Đức Cha. Đức Cha sẽ tiếp nối sứ vụ của các vị giám mục tiền nhiệm, của các linh mục và mọi thành phần dân Chúa. Nói tới giáo phận Ban Mê Thuột thì như lời của cha tổng đại diện nói, tức là nói tới một cái vùng Tây Nguyên bạt ngàn, một cái vùng rộng lớn, phong phú, đầy sức sống, năng động và tăng trưởng. Ngày hôm qua thì các đức cha với một số cha cũng nói tới nó có những cái đô thị trong Việt Nam, có thủ đô Hà Nội, rồi có thành đô Sài Gòn, có Tây đô là Cần Thơ. Rồi nhắc tới Ban Mê Thuột này thì chắc chắn đây là thủ phủ của miền Tây Nguyên, nhưng mà không biết đặt tên cho là gì, thì có đức cha đã gọi chỗ này gọi là Cao Đô, tức là vùng thủ đô của miền Cao Nguyên. Cao Đô là thành đô của Cao Nguyên chứ không phải là uống rượu Cao Đô ạ. Đây là một cái vùng phát triển năng động, không phải chỉ là về nông nghiệp mà lâm nghiệp. Hiện nay sầu riêng và cà phê Ban Mê Thuột đã nổi tiếng trên khắp thế giới rồi. Đây là vùng đất của phát triển kinh tế, không những vậy mà còn là về văn hóa và đức tin. Địa bàn của giáo phận Ban Mê Thuột này là 3 tỉnh cao nguyên rộng lớn với biết bao những đồi núi, với các dân tộc Kinh, dân tộc Ê Đê, Stiêng, Mnông, Sơ Đăng, Hờ Mông, đúng thật là nhiều sắc tộc và di dân. Cái sức sống đức tin ở tại đây luôn luôn tăng trưởng, như con số thống kê đã cho thấy. Mỗi một năm giáo phận đã gặt hái một cái mùa bội thu lúa chín đầy đồng, mà đang khi đó thì thợ gặt vẫn đông đảo. Sáng nay Đức Cha Gioan Bautista có nói với con rằng có một giáo xứ mà nguyên một giáo xứ đã có tới 74 linh mục, cho nên vào làng thì chắc ăn nhất là cứ chào tất cả mọi người là ông bà cố là chắc ăn hơn cả. Dù vậy cánh đồng truyền giáo này vẫn còn bao la.
Tại đây, tỷ lệ các Kitô hữu Công giáo là 14,3%. Nhưng tổng số vẫn còn là 3.285.000 người chưa biết tin mừng. Và bất cứ mục tử nào thì cũng ý thức mình rất là giới hạn về khả năng làm sao có thể đáp ứng được tiếng gọi của Thiên Chúa để thi hành một sứ vụ lớn lao quá khó khăn này. Đức cha đã chọn câu tâm niệm có Chúa cùng hoạt động. Đức cha đã tin có Chúa ở cùng Đức cha, và Đức cha cũng mời gọi mọi người xác tín vào sự hiện diện quyền năng của Chúa. Với kinh nghiệm của Đức cha, từng là giám đốc trung tâm mục vụ giáo phận, rồi là trưởng ban giáo lý của giáo phận, rồi của giáo tỉnh Huế nữa, rồi phó ban giáo lý toàn quốc, với những điều đã học được ở trong lĩnh vực truyền giáo và giáo lý, với ưu tư lớn là chăm sóc mục vụ cho các anh chị em sắc tộc và di dân, chắc chắn Đức cha sẽ truyền được cảm hứng cho dân Chúa để có một định hướng lâu dài và những hoạt động mục vụ thiết thực. Như Đức Thánh Cha Francisco mời gọi, Đức cha đã định hướng cho mỗi giáo lý viên và tất cả mọi người tín hữu, tất cả mọi người ai cũng là một người loan báo tin mừng, một giáo lý viên mang thao thức truyền giáo, và mỗi giáo lý viên, mỗi tín hữu sẽ tỏa chiếu niềm vui tin mừng đó cho anh chị em xung quanh. Như vậy, Đức cha chắc chắn sẽ có rất nhiều nhà thừa sai trong toàn giáo phận này cùng lên đường với Đức cha. Giáo phận Ban Mê Thuật này sẽ là một cộng đoàn loan báo tin mừng chung sức với Đức cha. Chúng con xin chúc mừng Đức cha và cầu chúc cho giáo phận Ban Mê Thuật gieo nhiều hạt giống tin mừng và cũng sẽ gặt hái nhiều hoa trái. Con xin chúc mừng. Xin cộng đoàn vỗ tay chúc mừng. Tiếp đến, Đức Tổng Giám Mục Marek Zaleski đại diện Tòa Thánh ngỏ lời với Đức Tân Giám Mục và gia đình giáo phận Ban Mê Thuột. Xin trân trọng kính mời Đức Tổng và kính mời cha thư ký Hội đồng Giám Mục Việt Nam phiên dịch. Your Excellency John Baptist Nguyen Huynh-Bac, Bishop of Ban Mê Thuột, Bishop Vincent Nguyen Van Ban, former Bishop and Apostolic Administrator of this diocese, Archbishop Joseph Nguyen Nang, President of this Catholic Bishops' Conference, representatives of the civil authority and government, and representatives of other religions here present, dear brothers in the episcopate, priests, deacons, religious, and beloved people of God. Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột. Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bảng, Nguyên Giám mục, Nguyên Giám quản Tông tòa Giáo phận Ban Mê Thuột. Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý đại diện các tôn giáo và chính quyền các cấp, anh em giám mục, quý linh mục, phó tế, tu sĩ, anh chị em giáo dân rất thân mến. Today is a day of profound grace and solemn joy as we gather in the presence of our Lord to witness the celebration of the episcopal ordination of our dear brother Bishop John Baptist. Hôm nay là một ngày đông đầy ân sủng và chan chứa niềm vui vì chính Thiên Chúa đã quy tụ chúng ta nơi đây để chứng kiến và cử hành thánh lễ truyền chức giám mục cho người anh em của chúng ta, Đức cha Gioan Bautista. This sacred occasion marks not just one ordination of a new shepherd in the Catholic Church, but also the continuation of the apostolic mission
entrusted by Christ to his church, a mission that has endured through the centuries, bringing the light of the gospel to all corners of the world. Biến cố Linh Thánh này không chỉ ghi dấu một sứ vụ, một thánh lễ chuyển chức cho một giám mục mới của giáo hội Công giáo, nhưng đồng thời là tiếp nối sứ vụ của các tông đồ đã được ủy thác cho giáo hội của Chúa Kitô. Một sứ vụ bền bỉ xuyên suốt rất nhiều thế kỷ, mang ánh sáng phúc âm đến cho toàn cõi trái đất. In the words of Second Vatican Council, the bishops, successors of the apostles, are a visible source and foundation of unity in their own particular churches. Today, Bishop John Baptist is called to be the source and foundation to lead the people of God with wisdom, compassion, and holiness. Cộng đồng Vatican thứ hai đã khẳng định các giám mục thế kế thừa sứ vụ tông đồ là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất tại giáo hội các địa phương. Ngày hôm nay, Đức cha Gioan Baptista được chọn để trở nên nguyên lý và nền tảng đó, dẫn dắt dân Chúa với ơn khôn ngoan, lòng mến và sự thánh thiện. There is no need to say that the episcopal ministry is not merely a position of honor, but a profound responsibility to serve, to teach, and to sanctify. Like Christ, our good shepherd, you are called to lay down your life for your flock, guiding them with a father's love and a pastor's heart. Không cần phải nhắc đến, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng sứ vụ giám mục không chỉ thuần túy là vinh dự của chức vụ, nhưng đồng thời đong đầy trách nhiệm để phục vụ, giáo huấn và thánh hóa. Noi gương Đức Kitô mục tử nhân lành, Đức cha được chọn để hiến mạng sống vì đoàn chiên, dẫn dắt đoàn chiên với tấm lòng hiền phụ và trái tim mục tử. As the hands of your brother bishops have been laid upon you, the Holy Spirit descended upon you. He filled you with the grace needed to fulfill your episcopal ministry. This sacred act is not only a sign of the apostolic succession, but also a powerful reminder that your ministry is not yours alone. You are part of a communion of bishops, of a college of bishops, united with the Holy Father in the service to the universal church. Khi các anh em giám mục đặt tay trên Đức cha, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống và đông đầy Đức cha với những ân sủng cần thiết để chu toàn sứ vụ mục tử. Hành động linh thánh này không chỉ là dấu chỉ của tông truyền, nhưng đồng thời cũng là một nhắc nhớ sâu đậm cho Đức cha. Đức cha không thi hành sứ vụ một cách đơn độc. Đức cha là thành viên của hàng giáo phẩm trong sự hiệp nhất với Đức Thánh Cha để phục vụ giáo hội Hoàng Vũ. This is true for you, dear Bishop John Baptist, but it's also true for all bishops present here. Your mission as a bishop transcends the boundaries of your diocese. You are called to be a shepherd for all, to promote unity, to foster peace, and to lead by example in worlds that so desperately needs the witness of Christ's love. You are called to defend the dignity of every human person, to care for the poor and marginalized, and to be a voice for the voiceless. Giống như sư vụ của tất cả các giám mục đang hiện diện ở đây, thưa Đức cha Gioan Baptista, sứ vụ của Đức cha lan tỏa cho mọi thành phần trong giáo phận. Đức cha được chọn để làm mục tử cho muôn dân, củng cố sự hiệp nhất, nuôi dưỡng bình an và dẫn dắt dân Chúa bằng chính đời sống của mình trong một thế giới đang rất cần chứng từ cho tình thương của Đức Kitô. Đức cha được chọn để đảm bảo nhân phẩm giá cho tất cả mọi người, quan tâm đến những người nghèo khó và những người sống bên lề,
và là tiếng nói cho những người vô vọng. To the people of your diocese, today marks a new chapter in the life of this local church. You have been given a new shepherd, one who will walk with you, guide you, and serve you. I ask you to support him with your prayers, your love, and your cooperation, as together to build up the body of Christ in this diocese. Với anh chị em tín hữu của giáo phận, ngày hôm nay một trang sử mới của giáo phận đã bắt đầu. Anh chị em đã được trao ban một vị mục tử, người sẽ đồng hành với anh chị em, hướng dẫn anh chị em và phục vụ đức tin cho anh chị em. Tôi đề nghị anh chị em luôn cộng tác với Đức Cha bằng kinh nguyện, bằng lòng mến, bằng sự hiệp thông cộng tác để cùng nhau xây dựng nhiệm thể Đức Kitô trong giáo phận này. On behalf of the Holy See, I would like to thank His Excellency Bishop Vincent for his long service to this diocese as diocesan bishop and recently as apostolic administrator. Thank you, Excellency. Lúc này tôi cũng muốn thay mặt cho tòa thánh gửi lời trân trọng và biết ơn Đức Cha Vinh Sơn, người đã là giám mục chính tòa giáo phận này và mới đây vừa hoàn tất sứ vụ giám quản tông tòa với lòng nhiệt thành. And to you, dear Bishop John Baptist, be assured of our prayers as you embark on this new mission. We are confident that the Lord who has begun this good work in you will bring it to fulfillment. Đức Cha Gioan Bautista thân mến, chúng tôi đảm bảo, chúng tôi cầu nguyện cho Đức Cha như khi Đức Cha đã bắt đầu sứ vụ. Chúng tôi tin tưởng rằng Thiên Chúa đấng đã khởi đầu sứ vụ mục tử của Đức Cha sẽ dẫn đến hoàn thành. May the peace of Christ guard your heart and mind as you begin your episcopal ministry. Congratulations and may God bless you and your diocese abundantly. I thank you for your kind attention. Xin Đức Kitô gìn giữ tâm trí Đức Cha để bắt đầu sứ vụ mục tử này. Xin chúc mừng và xin Chúa chúc lành cho giáo phận. Xin cảm ơn. Xin cộng đoàn vỗ tay chúc mừng. Tiếp đến, cha tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý đại diện các hội dòng và chủ tịch hội đồng giáo xứ chính tòa, đại diện cho mọi thành phần dân Chúa giáo phận Ban Mê Thuột, tiến lên chúc mừng và bày tỏ tâm tình vâng phục vị chủ chân mới của giáo phận. Xin trân trọng kính mời. Sau cùng là tâm tình tri ân cảm tạ của Đức Tân Giám Mục. Trân trọng kính mời Đức Cha.
Trọng kính Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam. Trọng kính Đức Tổng Giám mục Giuse, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trọng kính quý Đức Tổng, quý Đức Cha. Trọng kính quý Cha Tổng đại diện, quý Viện phụ, quý Đức ông, quý Cha Giám đốc, quý bề trên và quý Cha. Kính thưa quý vị đại diện lãnh đạo và chính quyền các cấp. Kính thưa quý vị chức sắc đại diện các tôn giáo bạn. Kính thưa quý tu sĩ, quý khách, quý ân nhân, thân nhân, bạn hữu cùng toàn thể quý vị đang tham dự thánh lễ. Xin cho phép con được ngỏ một đôi lời cảm ơn trong ngày lễ truyền chức giám mục của con hôm nay. Trước hết và trên hết, con xin mượn lời kinh Magnificat để thưa lên với Chúa trong giây phút thiêng liêng và trọng đại này. Đấng toàn năng đã làm cho con biết bao điều cao cả. Vâng, nhìn lại chặng đường 57 năm làm con Chúa và 24 năm sứ vụ linh mục, con xác tín rằng chính bàn tay quyền năng của Chúa đã dựa dẫn con một cách thật kỳ diệu trên vạn nẻo đường đời đầy bất trắc, nhưng cũng có rất nhiều bất ngờ và chứa chan hồng ân. Vì trên hành trình mục vụ, con được diễm phúc cộng tác với những vị chủ chăn và các anh chị em, các anh em linh mục và các giáo dân nhiệt thành và thánh thiện. Nhờ đó con tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu và hữu ích cho cuộc đời linh mục của mình. Quả thực nhìn lại mỗi chặng đường đã đi qua, con thâm tín rằng có Chúa cùng hoạt động trong hành trình sứ vụ. Hôm nay cũng bởi lòng yêu mến lớn lao, cho dấu Chúa biết con bất xứng nhưng đã tuyển chọn con, cho con được trở thành người kế vị các thánh tông đồ, để con có cơ hội phụng sự Chúa và phục vụ cộng đoàn nhiều hơn. Đặc biệt kỳ diệu thay tay Chúa an bài, bởi cách đây 57 năm cũng vào ngày này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, giám mục tiên khởi nhận sứ vụ mục tử của giáo phận Ban Mươi Thuật. Vì thế giờ đây con chỉ biết mượn lời Thánh Vịnh 116 để khiêm tốn thưa lên: biết lấy gì đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Ngài đã ban cho. Thứ đến, con tạ ơn Đức Thánh Cha Francisco với tấm lòng hiền phụ đã yêu thương tuyển chọn và cho con được tham gia vào hàng ngũ giáo mục, gắn kết đời con với Giáo hội Chúa Kitô để phục vụ giáo phận và phục vụ dân Chúa. Với lòng hiếu thảo, con xin tạ ơn đứng kế vị Thánh Phêrô. Con xin tri ân Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc cùng các vị hữu trách trong quý bộ đã tín nhiệm giới thiệu để Đức Thánh Cha đặt con làm mục tử phục vụ đoàn dân Chúa tại giáo phận Ban Mươi Thuật. Với lòng kính mến, con xin tri ân Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski đã tín nhiệm và tiến cử con làm giám mục giáo phận Ban Mươi Thuật lên Đức Thánh Cha, đặc biệt đã tận tình hướng dẫn và khích lệ con trong giai đoạn tuyển chọn để con an tâm đón nhận sứ vụ mới mà giáo hội trao phó. Với lòng biết ơn và cảm mến sâu xa, con xin tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Hồng y Phêrô, quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Cha đã chúc mừng con, nhất là đã hiện diện trong thánh lễ hôm nay để đặt tay chúc phúc cho con và mở rộng vòng tay đón nhận con vào giám mục đoàn. Sự hiện diện của quý đấng bậc là một dấu chỉ sống động của một giáo hội hiệp hành và đồng thời là một sự khích lệ lớn lao cho con ngay những giây phút khởi đầu sứ vụ mới của con. Đặc biệt, với lòng biết ơn, con xin tri ân Đức Cha Vinh Sơn, vị chủ chăn tiền nhiệm khả kính của con. Được cộng tác với Đức Cha trong nhiều năm qua là thời gian hết sức quý báu để con tích lũy được nhiều kinh nghiệm mục vụ hữu ích cho sứ vụ mới sắp tới của con. Đức Cha không chỉ tín nhiệm giới thiệu con làm giám mục
mà còn hướng dẫn và khích lệ con trong giai đoạn chuẩn bị đón nhận sứ vụ. Đặc biệt hôm nay đã vui lòng nhận lời làm chủ phong, đặt tay chuyển chức giám mục cho con. Con xin cảm ơn Đức Cha. Khởi đi từ hồng ân lớn lao hôm nay, con xin tri ân Đức Cha Gioan giám mục giáo phận Xuân Lộc đã nhận lời chủ sự và chia sẻ lời Chúa trong nghi thức tuyên xưng đức tin của con. Con cũng xin tri ân Đức Cha Giuse giám mục giáo phận Thanh Hóa, Đức Cha Giuse giám mục giáo phận Nha Trang đã nhận lời làm phụ phong. Và thật là thiếu sót nếu con không nói lời tri ân tới Đức Cha Phêrô giám mục giáo phận Mỹ Tho đã vui lòng nhận giảng lễ truyền chức cho con. Con xin cảm ơn quý cha tổng đại diện, quý viện phụ, quý đức ông, quý cha giám đốc các chủng viện, quý bề trên các dòng tu, quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và tất cả anh chị em có mặt trong thánh lễ hôm nay. Sự hiện diện đông đảo của quý cha và quý vị thể hiện sự hiệp thông sâu sắc và là sự khích lệ to lớn đối với con. Từ thâm tâm, con đổi ơn các ân sư của các trường mà con đã được diễm phúc thụ giáo: Tiểu Trung Viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, Đại Chúng Viện Sau Biển Nha Trang, Viện Đời Sống Thánh Hiến Á Châu và Học Viện Đông Bosco Manila Philippines. Chúng tôi chân thành cảm ơn chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương đã gửi lãng hoa cùng với những lời chúc mừng tốt đẹp, nhất là sự hiện quý báu của quý vị trong thánh lễ hôm nay. Đặc biệt, chúng tôi xin cảm ơn chính quyền tỉnh Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột đã tạo điều kiện thuận lợi để thánh lễ được diễn ra tốt đẹp, an ninh và an toàn. Kính chúc quý vị sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng tôi tri ân quý vị đại diện các tôn giáo bạn đã đến tham dự lễ truyền chức giám mục để chia sẻ niềm vui và biểu lộ tinh thần đoàn kết liên tôn sâu sắc. Kính chúc quý vị sức khỏe và bình an. Với tình hiệp thông và hiệp nhất trong gia đình giáo phận, con xin gửi lời kính chào và tri ân đến quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ và mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận đã cầu nguyện cho con trước đây và hôm nay đã vui lòng đón nhận con với tư cách là người mục tử để cùng với anh chị em phục vụ giáo phận truyền giáo thân yêu của chúng ta. Với ban tổ chức, con xin khắc ghi những hy sinh vất vả của quý cha tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha trưởng ban, quý sơ và tất cả những ai bằng cách này hay cách khác đã cộng tác vào việc tổ chức thánh lễ hôm nay. Vì giáo phận thân yêu và vì yêu thương con, quý cha và mọi người đã đồng tâm hiệp lực cộng tác với nhau để tổ chức thánh lễ thật trang nghiêm, sốt sắng và tốt đẹp. Con xin hết lòng cảm ơn. Trong giây phút thiêng liêng và trang trọng này, con kính cẩn hướng lòng tưởng nhớ và tri ân đến quý Đức Cha tiền nhiệm tiền bối đã qua đời: Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, Đức Cha Giuse Trình Chính Trực, Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức và Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa. Từ những ngày đầu hình thành giáo phận, quý Đức Cha đã đặt nền móng và đã dày công xây dựng để giáo phận được phát triển tốt đẹp như ngày hôm nay. Con xin quý Đức Cha cầu nguyện cho vùng đất thân thương mà đã một thời quý cha Đức Cha đã gắn bó và đã coi như nhà của mình, giáo phận Ban Mê Thuật thân yêu. Trong ngày trọng đại của đời con hôm nay, xin cho phép con được thắp lên một nén tâm hương tưởng nhớ và tri ân công ơn sinh thành và dưỡng dục của thân phụ mẫu là ông cố Phaolô và bà Marta. Song thân yêu quý đã thông truyền sự sống và đức tin cho con, đã gieo mầm và nuôi dưỡng ơn gọi dâng hiến phục vụ nơi con. Ngày đêm âm thầm lặng lẽ cầu nguyện cho con được ơn trung thành và bền đỗ theo Chúa đến cùng. Cả một đời chân lấm tay bùn, các ngài đã hy sinh vất vả để con an tâm hiến thân phụng sự Chúa và phục vụ gia pha nhân. Nhưng giờ đây không thể hiện diện thể lý với con trong giây phút thiêng liêng và trọng đại này. Nguyện xin Chúa ban thưởng hạnh phúc thiên đàng cho cha mẹ của con. Trọng kính quý đấng bậc
và quý vị. Xin vui lòng thêm cho con một ít phút để con được nói ra đây tâm tình lẫn lộn của con khi nhận được tin Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục. Vinh dự, gánh nặng. Con vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì biết rằng Chúa yêu thương con, chọn con dù biết rõ con bất xứng, nhưng lo vì nhận thức rằng sứ vụ quá cao cả mà cũng đầy thách đố đối với con. Băn khoăn suy nghĩ, con chợt nhớ lời Chúa dành cho Thánh Phaolô khi lãnh nhận sứ vụ tông đồ dân ngoài: ơn ta đủ cho con. Con cảm nhận lời đó như lời Chúa đang nói với con trong thâm tâm: ơn ta đủ cho con. Con được an ủi, được khích lệ, được an tâm, và con đón nhận sứ vụ mới với niềm tin thác có Chúa cùng hoạt động. Trọng kính quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Cha và toàn thể quý vị, ngôn bất tận ý, lời không thể nào nói được hết ý. Con đã nói nhưng không thể nào nói được hết lòng biết ơn vô hạn của con đối với các đấng bậc và mọi người. Con chỉ biết cúi đầu tri ân cảm tạ. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bồi hầu cho quý đấng bậc cũng như toàn thể quý vị. Kính xin mọi người tiếp tục yêu thương, cầu nguyện và nâng đỡ con trong sứ vụ mới. Con xin trân trọng cảm ơn và kính chào. Và giờ đây, xin mời cộng đoàn lãnh nhận phép lành do Đức Giám mục Chủ Phong cử hành. Kính mời Đức Tân Giám mục quỳ trước bàn thờ. Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi dân Chúa là đấng cao thành trời đất. Xin Chúa ban phúc lành cho hiền đệ và gìn giữ hiền đệ như người đã muốn đặt hiền đệ làm thủ lãnh trên dân người thế nào, thì cũng xin người ban cho hiền đệ được hạnh phúc ở đời này và được tham dự hạnh phúc ở đời sau. Chúa đã muốn cho giáo sĩ và giáo dân nhờ ơn phù trợ của người mà được đoàn tụ. Xin người ban cho giáo sĩ và giáo dân nhờ sự hướng dẫn của người và sự điều khiển của hiền đệ được cai trị trong niềm hạnh phúc lâu dài. Amen. Xin người ban cho giáo sĩ và giáo dân biết tuân giữ mệnh lệnh của người, được thoát khỏi mọi tai ương, dư đầy mọi điều thiện hảo và tuân phục chức vụ của hiền đệ trong đức tin, và như thế họ cũng được hưởng cảnh yên ổn bình an ở đời này và đáng được cùng với hiền đệ liệt vào sổ các công dân nước trời. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Cảm ơn Chúa. Và giờ đây chúng con trân trọng kính mời quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Viện Phụ chụp hình với Đức Tân Giám mục của chúng con ngay phía trước bàn thờ. Chúng con trân trọng kính mời. Sau phần ghi hình lưu niệm, chúng con xin trân trọng kính mời quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng quý khách mời tiến về khuôn viên tòa giám mục để cùng chung vui tiệc mừng với gia đình giáo phận chúng con. Xin kính mời tất cả các ban ngành, đoàn thể phục vụ cử đại diện nhận phần ăn trưa tại văn phòng lưu trú Hòa Bình 03 Trần Hưng Đạo và cùng chung vui tại trung tâm mục vụ. Và để dễ dàng lưu thông, chúng con kính mời quý khách chúng ta di chuyển ra theo lối cổng phụ bên trái. Xin được kính mời và cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hiệp thông với Ngài và với hết mọi người. Ta ơn Chúa đã dựng nên con cạnh lạ lùng và cứu Chúa con còn lạ lùng hơn nữa. Ta ơn Chúa đã dựng nên con cạnh diệu kỳ và tuyên chọn con thân diệu kỳ.